Nước từ miệng cống trào lên như máy bơm. Chỉ một lúc sau, con đường và sông gần như hòa làm một. Xe chết máy la liệt khiến người tham gia giao thông phải cầm cụi dắt bộ. Nước lớn khiến cô gái này trôi cả dép, trong khi các chú chó lại có vẻ không quan tâm lắm đến nỗi khổ của những người xung quanh. Nước thậm chí còn mấp mé ở mép nhà dân. Chiều cường đạt đỉnh 1,64m, vượt báo động 3, khiến hàng loạt tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng. Người dân phải bì bõm lội về nhà vào tối 8 tháng 10 năm 2017. Trên các tuyến đường Huỳnh Tân Phát, Nguyễn Văn Linh thuộc quận 7, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành thuộc quận 4, đường Hồ Học Lãm thuộc quận Bình Tân, nhiều người dân phải dựng tạm bao cát để chống ngập tạm thời. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều cường sẽ còn ở mức cao trong ngày 9 tháng 10 năm 2017.